lần đầu tiên tham gia Festival Huế và cũng là lần đầu tiên đến với Việt Nam, nghệ sĩ Cranrolling Robin đã cảm thấy rất hài lòng khi nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía ban tổ chức. Theo nghệ sĩ này, những thành phần quan trọng nhất trong phần biểu diễn của mình là nguyên liệu và không gian thực hiện, và những yếu tố này đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và đến Huế. Tôi thấy sự chuẩn bị rất tốt, từ ăn ở đến địa điểm tổ chức này là một nơi có mái che và thời tiết rất dễ chịu. Tôi thấy công tác tổ chức rất hoàn hảo. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn quốc tế có không gian riêng để thực hiện hoạt động văn hóa của mình, ban tổ chức Festival Huế đã sắp xếp lên kế hoạch từ rất sớm và khâu chuẩn bị theo đề nghị của các đoàn được thực hiện một cách chu đáo. Vì vậy, khi đến với Festival, các đoàn quốc tế đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị và sự chuyên nghiệp của chương trình. Đây là một festival cực lớn mà tôi đã từng tham gia. Sự đa dạng về nghệ thuật và kinh phí bỏ ra là rất lớn. Tôi rất vui khi được tham gia festival lần này. Lần đầu tiên tôi đến Huế, Festival Huế là một trong những festival tốt nhất trên thế giới. Mọi công tác chuẩn bị đến chương trình đều quy mô và hoành tráng. Qua 10 lần tổ chức, Festival Huế đã tạo được tiếng vang trong cộng đồng quốc tế và nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của những quốc gia trong và ngoài khu vực. Đây được xem như một hoạt động quảng bá văn hóa có uy tín mang tầm quốc tế của Việt Nam. Mặc dù kinh phí của ban tổ chức rất có hạn, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cho các đoàn ăn ở đi lại tại chỗ. Thậm chí khi họ đến Việt Nam rồi thì chi phí vé máy bay của họ đến về Huế thì họ cũng tự bỏ ra. Và có những đoàn thì sứ quán thú thực rằng họ dành ngân sách cho phát triển văn hóa tại Việt Nam trong nguyên một năm để phục vụ cho Festival Huế. Thì đấy là một điều chúng tôi rất là xúc động, là cái cảm tình, cảm nhận của họ khi mà đến với diễn đàn giao lưu văn hóa như thế này. Là hoạt động lễ hội mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút sự tham gia của hơn 20 đoàn nghệ thuật đến từ các nước trong và ngoài khu vực. Festival Huế 2018 tiếp tục xây dựng được thương hiệu và uy tín của mình trong việc tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa.